Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đã đọc được một câu hỏi của một bạn ở trên kênh YouTube mình. Câu hỏi là cái con diode kép ấy, nó làm việc ra làm sao mà tại sao lại phải dùng diode kép nha. Đấy, thì đây trước tiên là hình thù của diode kép này, nó có thể là có 3 chân hoặc cũng có thể là 2 chân nhé. Đây. Đấy, có thể là 3 chân và cũng có thể là 2 chân nhé. Đấy, rất nhiều diode kép đây. Đấy, thì trước tiên là diode kép thì mình phải hiểu được cái là bên cái cấu tạo bên trong của nó. Thì ngay như một số con nó luôn ký hiệu luôn ở bên ngoài, các bạn thấy không? Đấy, ký hiệu bên trong nó là hai con diode nó chụm vào nhau. Hai diode chụm vào nhau. Ví dụ như đây là một con diode chẳng hạn, đúng không? Thì nó có thể là bên trong nó có thể là như thế này. Nó có 3 chân đi ra như này. Thực ra bên trong của nó gồm có hai con diode thôi các bạn ạ, hai diode. Một số con ấy thì cũng là diode này đúng không? Nhưng mà họ lại như nó lại như hình thù như thế này. Đấy. Bên trong là như thế này. Một số con như thế này. Cũng có một số con diode ấy nó lại không như thế này các bạn, mà nó lại là hình thù như sau. Đấy, thì đây là cái liên quan đến cái cấu tạo bên trong của nó nhé. Nếu mà các bạn gặp những con nào các bạn phải tra ra. Cũng có những con nó có ký hiệu như thế này, nó ký hiệu rất rõ ràng như thế này đúng không? Đây. À, ký hiệu rất rõ ràng như này. Nhưng cũng có những con họ không ký hiệu gì cả mà mình phải tra ra. Ví dụ như con này chẳng hạn. Con này là diode, nó có 2 chân thôi. Và họ không ký hiệu gì cả. Không ký hiệu hình con diode. Mình phải tra nó ra. Thì đây là cấu tạo bên trong của các con diode là như vậy. Và hình thù nó thì như thế này, chưa? Thì tại sao ta lại phải dùng diode kép thay vì diode thường? Thì các bạn biết rồi, diode ấy nó tác dụng thứ nhất là để nắn lọc này, nắn này dẫn xung này, rồi nắn điện áp này, vân vân, đúng không? Thì thường thường những con diode này này thường thường nó sử dụng để nắn nhiều hơn, nắn bởi vì nó nắn thì công suất nó rất cao nha, cao hơn. Những con diode này là thường thường là diode tiếp mặt này. Đấy, tiếp xúc, diện tích tiếp xúc là một cái mặt rất là lớn. Mình giả sử như sau, mình có một cái biến áp như thế này. Được chưa? Bây giờ mình nắn qua một con diode để mình chạy cho một cái tải nào đấy thì rất ok đúng không? Một cái tải rất là nhẹ, đúng không? Thế bây giờ mình cần một cái tải nặng hơn, đó, ví dụ tải một nặng tải nặng hơn thì một con diode này sẽ không chịu được các bạn. Ví dụ con diode này chịu 1A này, đúng không? Thì bây giờ bắt buộc mình phải lắp cho mình một con diode chịu dòng cao hơn, đó là con 2A và đến 2A. Nhưng mà ví dụ diode ấy, thì diode đơn này nó lại giới hạn các bạn, nó giới hạn giới hạn số A. Ví dụ như là kịch kim nó là tầm khoảng độ 3 chẳng hạn, đúng không? Thì trên 3 là không có. Thế là người ta lại phải dùng một con diode, đó chính là một con diode kép. Đấy, tức là thay vì dùng một con thì ta có thể là dùng hai con. Hai con mắc song song như thế này. Đúng không? Thì lúc này 1A với 1A đây nó sẽ thành 2A này. Đấy. Thì bây giờ hai con diode này rồi, nó chạy rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà ta cần nhờ giao những cái con dòng ví dụ khoảng độ 8 đến 10A thì lại rất là khó. Lại lắp rất nhiều diode này thì nó rất là rườm rà trên mạch. Thế để giải quyết vấn đề đấy đúng không? Thì người ta sẽ sử dụng một con diode kép bên trong của nó. Ví dụ như thế này, đây. Bên trong một cấu tạo như thế này các bạn. Đây, ví dụ như thế này đi. Bên trong nó như thế này. Đúng không? Thì bây giờ người ta chỉ việc đơn giản thôi, đó chính là họ lấy cái dây này, đúng không? Họ đưa vào hai cái dây ngoài này. Đấy, và lấy ra tín hiệu ở dây giữa này. Đấy là mình đã có một con diode với hai con diode nằm trong rồi. Được chưa? Đấy, cái này con diode kép này nó còn một cái ưu điểm nữa này. Nó không phải như những con diode đơn kia. Đó chính là khi mà mình tải lớn dòng lớn, đúng không? Thì thường thường các bạn lắp mấy con diode này này, thứ nhất là nó cồng kềnh nó dài ra đằng giặc giặc nhiều dây. À, thứ hai là chất lượng của diode nó không đồng đều nhau, nó sinh ra hiện tượng là sẽ có một vài con chết trước. Đấy, bởi công suất không cao mà. Đấy, và khi nó chạy như vậy thì các cái dàn diode này cũng sẽ sinh nhiệt này, và mình sẽ không có gì để tản nhiệt cho nó cả. Đấy, một số con thì họ tản nhiệt như này các bạn này,
nhưng mà nó không hiệu quả lắm. Đây này, đấy, họ họ dòng cao họ phải tản nhiệt cho nó bằng các cái miếng đồng và lá đồng ở trên này này. Nên nhưng mà lá đồng này thực ra thì rất là mỏng các bạn, nó không tản nhiệt bao nhiêu cả. Và đồng thời là lá đồng này chạy một thời gian xong nó bị xỉn màu nha. Thì để giải quyết vấn đề đấy, người ta sử dụng một con diode kép như thế này. Đấy, con này là thường thường dòng rất là cao, trong này có hai con diode dòng cao trong này nha. Và các con diode này ấy, thì nó lại có một cái miếng nhôm miếng tản nhiệt ở đây này các bạn này, miếng tản nhiệt này. Thế khi mà các con diode này chạy nó nóng lên thì nó sẽ tản nhiệt ra một cái miếng nhôm rất là to như thế này các bạn này. Đây, bạn thấy không? Đấy, và kết quả là khi mình dùng diode kép, giả sử như thế này, con này thì không phải là diode, đấy mình đang ví dụ, họ sẽ bắt vào tản nhiệt như này, thì con diode của mình lúc nào nó cũng mát nha các bạn nhé, chạy lúc nào rất mát và bền. Đấy thì đấy là cái tác dụng của con diode kép là như vậy, diode kép. Đấy thì cũng có cũng có một bạn này hôm trước đăng lên, mình không nhớ là bạn nào, thì bạn nào đợt trước hỏi mình thì vào comment một cái nhé. Đấy thì đây là cái tác dụng của con diode kép là như vậy. Thứ nhất là nó chịu dòng cao, thứ hai là nó gọn nha các bạn.